Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch hôm 9 tháng 9 kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho blogger nhà báo độc lập Nguyễn Vũ Bình và hủy bỏ mọi cáo buộc đối với ông một ngày trước khi phiên tòa xử ông dự kiến diễn ra. Ông Nguyễn Vũ Bình, 56 tuổi, bị bắt vào ngày 29 tháng 2 năm nay với cáo buộc tàn trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Nếu bị kết tội, ông có thể phải đối mặt với bản án lên tới 12 năm tù giam. Ông Nguyễn Vũ Bình đã vận động không mệt mỏi cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam trong hơn 2 thập niên qua. Phó Giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói trong thông cáo ngày 9 tháng 9 và khẳng định hành vi bày tỏ bất đồng chính kiến một cách ôn hòa của ông không phải là tội hình sự và vụ án nhắm vào ông cần phải hủy bỏ. Theo Human Rights Watch, vụ án xử ông Nguyễn Vũ Bình là vụ thứ 8 kể từ khi ông Tô Lâm nhậm chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổ chức nhân quyền đặc biệt lưu ý đến những vi phạm nhân quyền trong thời gian ông Tô Lâm lãnh đạo Bộ Công an từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 5 năm 2024. Tổ chức này nói trong thời gian đó, Công an Việt Nam đã bắt giữ ít nhất 269 người vì họ đã thực hành ôn hòa các quyền dân sự và chính trị của mình. Tới tối 9 tháng 9 giờ Hà Nội, Việt Nam chưa lên tiếng về lời kêu gọi trả tự do cho Nguyễn Vũ Bình của Human Rights Watch. Nhưng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam trước đây từng cho rằng tổ chức nhân quyền này thiếu khách quan, đồng thời nói rằng Hà Nội không bắt giam người bất đồng chính kiến mà chỉ kết án những ai vi phạm pháp luật. Ông Nguyễn Vũ Bình trước đây làm việc gần 10 năm cho tạp chí Cộng sản, là cơ quan lý luận và chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vào tháng 9 năm 2000, ông xin thôi việc và làm đơn xin thành lập Đảng Tự do Dân chủ. Ông cũng muốn thành lập một liên minh chống tham nhũng và trở thành thành viên sáng lập của Câu lạc bộ Dân chủ cho Việt Nam.